OK, hello mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ có một trải nghiệm trong game Thiên Long Tuyệt Đỉnh nha mọi người. Game này tên là Thiên Long Tuyệt Đỉnh. Rồi thì hiện tại thì mình thấy ở trong đây đang có những cái sự kiện trong alpha test là có bao gồm là trải nghiệm alpha test nhận ngay tới hơn 10 triệu đồng tiền mặt. Thì cái tiền mặt này thì mình nhận thế nào thì mời mọi người cùng xem nhé. Đây, tiền mặt này thì mình sẽ có thể nhận từ trong hai cái sự kiện nha mọi người. Một cái sự kiện là kỳ tài luyện thú này. Đây, kỳ tài luyện thú thì mình nhận 6 triệu. Có nghĩa là trong cái sự kiện này thì mình sẽ đi sinh sản chân thú trong quá trình alpha test. Thì mình sẽ đẻ được 3 con chân thú có tư chất cao nhất, thì top 1 là mình nhận được 3 triệu đồng tiền mặt. Top 2 là được 2 triệu, còn top 3 là mình được 1 triệu đồng tiền mặt nha mọi người. Thời gian là từ đến khi hết alpha test. Rồi cái sự kiện nhận tiền mặt thứ hai là sự kiện săn GM. Thì cái sự kiện này thì nó cũng rất là dễ hiểu. Thì mọi người vô, mọi người chỉ cần mọi người tiêu diệt được GM, mình là người kết liễu được GM thì mình giết được GM một mạng thì mình sẽ được 1 triệu nha mọi người. Thấy không? Có nghĩa là mình vô mình đẻ bét hoặc là mình giết được GM là mình đều được tiền mặt hết, tất cả đều nhận chuyển khoản tiền mặt nha mọi người. Săn GM thì nó sẽ diễn ra vào ngày 20 giờ ngày 21 và 20 giờ ngày 22. À, có nghĩa là hôm qua là có một đợt và tối nay có một đợt nha mọi người. Nói chung là mình chỉ cần mình kích xác là mình là người cuối cùng mình giết được, có nghĩa là cái người GM đó là hiện lên là mình đã tiêu diệt được GM là mình sẽ nhận được 1 triệu. Đó là mình nhận được 1 triệu một mạng nha. Còn sự kiện đẻ thú là mình vô mình đẻ, mình đẻ được 3 con chân thú cao nhất. Nói chung là muốn đẻ con nào cũng được. Nó ghi là đây, kỳ tài luyện thú đây. Bằng hữu tham gia sinh sản chân thú và tiến hành sinh sản để tham gia sự kiện, yêu cầu sinh sản chân thú đạt 3 cấp độ trưởng thành toàn mỹ và chưa ép ngộ tính. Có nghĩa là mình không được ép ngộ tính. Đăng hình chân thú tham gia vào, có nghĩa là mình được có một cái tư chất cao nhất là mình sẽ được. Đó, còn mấy ông vào đây thì mấy ông sẽ tạo ạc, thì mấy ông sẽ đây là hiện tại đang alpha test nha mọi người. Open chính thức là như vào ngày 23 là ngày mai đó mọi người. Thì open thì sẽ có những cái sự kiện khác nữa. Rồi vào đây thì mấy ông nó sẽ có cái là gia nhập môn phái và nhận cấp chính nè. Thì game này nó có 9 phái nha mấy ông, 9 phái cơ bản thôi. Đó, mấy ông thích phái nào thì mấy ông vô phái đó nha. Đấy. Rồi xong đó thì mình sẽ có dòng gia tăng tâm pháp. Rồi gia nhập môn phái là tâm pháp 104 luôn sẵn luôn rồi. Rồi mình sẽ có dòng nhận trang bị test nội ngoại công, thì mấy ông muốn nhận cái nào mấy ông nhận đấy. Nhận thì nó có đục lỗ sẵn luôn. Trang bị là 6 sao nha mấy ông. Đấy, nó được sẵn 4 lỗ hết. Ồ, nếu mà mấy ông chọn Nga Mi thì nó ra đồ huyền luôn nha. Đấy. Đó. Rồi để mình coi có cái gì nữa nè. Rồi ướt cái gì? Trang bị khoan tháo gỡ khảm bảo thạch điêu chép, bảo thạch dung luyện. Cái này là ông này tự động cường quá. Đây. Tự động cường quá chắc mình phải để ở tay nãy quá, mình nghĩ là như vậy. Thử ra. Đây, tự động cường quá thì mình sẽ để ở tay nãy là nó sẽ tự cường quá nha mọi người. À, mình để ở tay nãy là nó sẽ tự động cường quá nha. Rồi
nhận tiền tệ nè. Nhận tiền tệ là sẽ được điểm tặng kim nguyên bảo khóa, kim nguyên bảo và vàng không khóa. Đây có 5 loại game này, nó có 5 loại tiền tệ lận nha. Rồi đây nhận danh hiệu không? Đây nó có rất là nhiều danh hiệu rồi, mấy ông thích nhận cái nào mấy ông nhận nha. Ví dụ như mình thích cái nào thì mình nhận cái đó. Đó. Đây nhận danh hiệu thành công. Xóa item rồi đó, nói chung là nó đơn giản thôi. Đấy. Cái này là cái gì đây? Cái này là có mở mở gương từ xa nha mọi người. Nó tích hợp chức năng mở gương ấy, là mình ví dụ như mình đây. Ví dụ như mình muốn bỏ vô nha. Có nghĩa là nó tích hợp được cái tính năng mà mình có thể gửi gương từ xa nè. Cái túi bé vậy hả? Nói chung là bản mình chưa có bắt cẩu nang hay bắt cẩu gương hay gì á, để mình coi coi. Đây, hình như mình có bắt cẩu nang, bắt cẩu gương thì nó bự ra. Đấy. Được 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 ô tay nải nha. 30 ô tay nải. NK là ngưng khố nha mọi người. Nhiệm vụ nguyên liệu nè, ngưng khố từ xa luôn nè. Đấy, nghĩa là mình có thể lấy đồ và bỏ đồ ra trong ngưng khố luôn nha. Đấy. Chào anh liền nhé. Đấy, mình muốn vô mình lấy đồ mình bỏ ra là cũng được luôn. Tính năng cũng khá là hay. Đấy. Đấy. Ví dụ như mấy ông đang đi ác tặc hay đi ác bá thì chết rồi full gương rồi, hay là cất đồ gì thì mình có thể gửi đồ luôn. Đó, tính năng cũng khá là hay. Rồi nói chung là nó đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sinh sản chân thú cho mấy ông coi nhé. Hình như là có tất cả nhưng mà mình chưa thấy thần khí ha. Mình coi. Thần khí thì chắc là mình phải mua con này rồi mình tự chế quá, mình nghĩ là vậy. Thần khí mình mua con này với mình mua 20 cái tân bản phù mình chế thôi, chứ nó không có sẵn. Đó thì hiện tại thì là hôm nay là ngày test cuối á mấy ông. Ông nào muốn thử vận may á, kiếm 1 triệu thì có thể là tối nay vào kích xét đi em nha. Hôm qua là có một đợt rồi, hôm nay một đợt nữa. Đó, nói chung thì có phần khảm ngọc đùi thì mình sẽ không khảm nha, tại vì mình chủ yếu là mình trải nghiệm thôi, với lại là thời gian có giới hạn đó mọi người, thì mình sẽ không có khảm ngọc đùi nha. Nói chung mấy cái khảm ngọc đùi mấy ông biết rồi, tôi chủ yếu tôi vô tôi trải nghiệm, tôi thử, tôi đẻ bé thử rồi biết đâu tôi được con tư chất cao nhất thì lại được được 3 triệu thì sao. Đó, nếu mà mấy ông này đẻ bé nè là để tham gia sự kiện nè. Đó, mấy ông đẻ bé thì mấy ông sẽ được điều kiện rồi kích xác cho em được nè. Game này là chính phái mọi người, mình thấy sơ sơ là đồ chế thì 6 sao thường quá là hiện tại max cấp 9 nha. Để mình coi tính năng thì nó võ hồn nè, võ hồn có long ám khí, để coi có long văn không. Cái này là gì đây? Cái này là cấp độ, bảng xếp hạng cấp độ. Thời trang, thú cưỡi, ngọc. Ngọc thì hình như là cấp 4 là mát hay gì á. Cấp 4 là mát hay mấy ông. Đây có võ hồn, mình mở tới võ hồn thôi, không có long văn. Số thì mình thấy cũng đơn giản thôi.
Đây là chắc là giá giữ nguyên khi mà open luôn rồi đó. À, có thể là để thay đổi một xíu nha, mình nghĩ là nếu mà có thể thay đổi một phiếu chứ không thể là một cái trứng bé mà có một kim nguyên bảo được. Ủa phổ biến lại sự kiện sinh sản bé thì gì được gì vậy Hùng em hả? Sự kiện bé thì mình được ba giải nha anh ơi, dành cho ba con chân thú có tư chất cao nhất mà nó phải là toàn Mỹ, hoàng đồng toàn Mỹ và là không được ép ngộ tính nha anh. Đó. Nói chung mà mình đẻ con nào cũng được hết á, mình tư chất nào cũng được, ví dụ như ngoại công, nội công, thể lực, khí lực hay là thân pháp gì cũng được, nói chung là mình chỉ cần mình cao nhất là được. Một trong ba sự kiện rồi cái sự kiện truy xét GM thì nó rất là dễ thôi, nói chung là tới giờ đó là con GM nó xuất hiện, mọi người vô mọi người đánh, ai là người cuối cùng giết được GM thì người đó sẽ được 1 triệu một mạng nha, một mạng thì mình được 1 triệu, mình hai ẹt thì mình được 2 triệu. Để mà chia đều cho mọi người thì hình như là đây nó chỉ một một nhân vật nó chỉ được tối đa một một giải thôi nha anh. Đấy là được thường tí là mình chế nè, mà chế là phải đi học học cái kia nữa. Rồi nói chung là mình còn nhận đồ ép đồ thì mình sẽ không có làm nha mọi người. Rồi đó thì quá đơn giản rồi. À, để mình mua coi thời trang đồ nha. Thời trang hiện đại nè, thử đồ. À, có thời trang hiện đại thử đồ nữa nè. Ồ, thử đồ là mình có một cái shop riêng luôn nha. Sống phải đúng cách lùa gà mệt mỏi luôn hả? Sống đúng cách lùa gà mệt mỏi luôn là sao? Nói chung là mình livestream mọi người thấy game ok thì mọi người chơi, không có ai ép bạn chơi cả mà bạn bảo lùa gà. Nếu mà dễ lùa quá bạn vô bạn lùa đi. Đó, vô đây là shop thử đồ nha mấy ông. Đấy. Không có shop thử đồ riêng. Đấy, mấy cái này là mình đó, nói chung mình vô mình thử thử trước rồi thử đồ là một cái shop riêng nha mấy ông, thử đồ xong rồi mấy ông thích cái nào thì mấy ông mua cái đó. Đây đấy, mấy ông muốn thử cái gì thì mấy ông nó bấm vô là nó tự thử luôn. Thời trang nhuộm sắc nè, là mấy cái áo này nó nhuộm được á. Ủa, Diều Long Bá Khải nhuộm được à? Đâu có nhuộm được đâu nhỉ? Mấy áo này đâu nhuộm được. Chắc là có thể là sắp xếp sai. Thú cưỡi. Này, thú cưỡi. Đấy. À cái này là bút quảng cáo mọi người ơi. Nói chung là mọi người vô mọi người thấy ok thì mọi người trải nghiệm thôi. Tại vì bay rồi đó cũng biết rồi đó giờ cũng livestream những quảng cáo nhiều mà. Vô cho mọi người trải nghiệm thôi. Đó nói chung là mọi người vô mọi người đẻ mấy ông đẻ bét hay gì mấy ông tối nay kích xác GM gì. Nói chung là mình giết được là mình được 1 triệu một mẻ. Tất cả đều trao tiền mặt hết. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi quên thử xong mà quên không có mua. Đây. Thử xong mà quên không có mua thì mình sẽ mọi người muốn mọi người đẻ là mọi người đẻ sao được, mình đờ cao nhất là mình được. Đây, mua đại đi ha, mình cũng chả biết cái nào đẹp cái nào không đẹp. À, huyền giáp đạp tây xuyên, cái áo này là áo trong giải đấu của VNG nè, nhưng mà mình nhớ áo này là áo nhuộm được. Đây.
Đó, cái này là nữ nha, để mình thử cái nam đẹp không. Quyền dép đẹp tây xuyên, mình nhớ là áo này là có thể nhựa mất. Mà sao phải nó không ta, sao nhìn thấy lạ lạ, không giống giống trong hình của bên kia lắm. Tại vì mình nhớ game khác thì nó lại hình khác, game này nó lại hình khác, để mình thử coi lại cái. Không, hình như không phải, hình như đây nó hiển thị sai tên hay gì á. Không, không phải áo này, không phải. Tại vì ở bên bên bản khác là nó lại hiện áo khác, hình như là sai tên. Không phải áo này được. Không phải, không phải, cái này không phải là huyền giáp đi. Mình nhớ là có cái huyền giáp đạp tây xuyên á, là cái áo đó là cái áo của đánh giải, để mình coi trong đây có không. Không, mình nghĩ là không phải hình dạng này, tại vì mấy game khác mình thử rồi áo đó là áo nhuộm màu được. Thôi cái này nói chung là kệ nó đi ha, rồi bây giờ mình đi nha, đi sinh sản bé thì mấy ông có thể là mua bé trong shop nè. Ủa sao không có hút sữa ta, ở đây quên chứa mặt vô. Không, cái này là hình như open là đua top 69 thôi nha. Đó, mấy con phiên bản sao của Gen Yu là nó sẽ đứng kiểu như vậy á, đứng trên thú cưỡi luôn. Nó đẻ bé thì mình vô nhầm đó, nó sẽ có một cái shop bé là mấy ông muốn vô, mấy ông muốn đẻ thôi nào, mấy ông đẻ. Đấy, ví dụ mấy ông muốn thích đẻ con nào mấy ông đẻ, ví dụ như là đẻ, ví dụ như con Linh Mỹ Nhi đi ha. Rồi, mở ra đi. Một con cái, con đợt này vừa đủ luôn. Đây. Cái một đợt. Rồi, bây giờ mình trước khi đẻ mình đi quàng đồng nha mấy ông. Đây, quàng đồng thì đi qua lẹt kia quàng. Đó, nói chung là open là alpha test hiện tại thì giờ mọi người vô test tính năng rồi, với lại tham gia sự kiện, nếu mà may mắn thì mình được giải kích xét đi em thì được 1 triệu một người, 1 triệu một mạng. Còn đẻ thú thì mình được 3 con tư chức cao nhất, con đầu con top 1 thì được 3 triệu, top 2 thì được 2 triệu, top 3 thì được 1 triệu. Đọc có bán sớt không ạ? Ủa, hello Đình Quyết nha. Đâu giống rồi, không thấy. Sớm thì hình như tại vì game này thì game này Hùng nhận quảng cáo nữa, nên là Hùng cũng không chưa có đọc thông tin chi tiết nên, nhưng mà nghĩ trong shop có là chắc sẽ có bán trong shop nha Quyết ơi. Mình nghĩ là vậy. Đang shop nha, mình nghĩ là Hùng nghĩ là có, tại vì bản cổ nó mà không bán trong shop nó thì rất là khó. Đấy, có bạn trong cái game đó, bạn nó tự trả lời, nói cho mọi người hỏi gì là có người ta trả lời, chứ tôi thì tôi không gành lắm. Rồi, đợi mình mua hoàng đồng nữa nha. Hoàng đồng ở đâu đây, mình hoàng đồng thử mình test cho độ hoàng đồng tàn mỹ coi dễ không nha. Bây giờ mình test thử với 50 cái để xem bao nhiêu cái thì tàn mỹ nhé. Có bé ngạc build sẵn theo hại thế mình mong muốn, chắc là không có rồi, game nào làm sao lại có bé ngạc build sẵn được. Một cái luôn, một cái là tàn mỹ luôn rồi mấy ông ơi. Vậy là test dữ chưa, để mình thử ngạc bên kia ra được mấy cái là tàn mỹ nha, để mình hoàn đồng bên kia. Rồi, để tôi hoàn đồng nhé. À, bên kia thì chưa, một cái bên kia xuất sắc thôi, chắc con này hơn á, chắc con này hơn. Để giao dịch con bên kia qua này, giao dịch test tiếp. Tại vì mắt công chuyển màn hình stream qua lại thì nó cực. Đây, để hoàn đồng con số 2 nha. Con đầu tiên thì nó đã được tàn mỹ rồi. Con số 2 nè. Rồi. Ôi, làm nhạc này nó hắt có mọi người vô cái tàn mỹ luôn rồi. Hai con tàn mỹ luôn rồi. Sau khi tàn mỹ xong rồi mình sẽ đi
đi mình luyện á, mình đẻ thôi. Rồi để thử coi game này đẻ bao nhiêu lâu là xong nha mọi người. Ok. Rồi xuất bếp ra. Nói chung này là đang trong giai đoạn alpha test đó mấy ông. Rồi mấy ông open là mấy ông chơi từ cấp 1 hết chứ ai mà bán ạc sẵn, bui sẵn gì cho mấy ông đâu. Rồi đi luyện bếp nha. Giờ này giờ cấp 1 thì chắc đi quay nhà Mi Sơn đi ha. Nhà Mi Sơn rồi vô đi đánh mấy cái lên. Để mua nhân 2 đồ đã. Mấy ông đây. Đợi tôi tí xíu tôi kiếm cái đồ mua nhân, chỗ mua nhân 2 đã. Có ngọc giảm kháng nha mấy ông. Hình như là chưa có điêu văn. Như coi có chưa. À chưa có điêu văn. Để mình mua nhân 2 đã nha. Đây nhân 2 đây. Nhân 2 với nhân 2 bét. Rồi ok. Những hai bé nè. Rồi để mình mua con bên kia luôn. Đây muốn đẻ à, phải có hai con mới đẻ được. Một mình đâu có đẻ được đâu. Mình phải có cái chức năng nó mới đẻ được. Tính năng đẻ một mình thì mới đẻ một mình được. Đấy. Rồi, vô, xúc bé ra. Điện lên 30 rồi đẻ lên 1 nha mấy anh. Ừ, mấy ông có thắc mắc gì thì mấy ông inbox vô fanpage của game mấy ông hỏi nha. Chết rồi, giờ đi đâu kiếm vũ khí? À quên nó, chưa có vũ khí nữa má ơi. Quên, chưa có vũ khí không có đánh được. Để đi chế cái thần khí đó đây. Nhiều ông thì không biết chế thần khí thì tôi hướng dẫn lại một lần nha. Tại vì mình nghĩ game nào thì nó cũng giống nhau thôi. Mình mua đồ tường rồi mình chế thôi. Muốn chế thần khí thì đầu tiên là mấy ông phải học được cái kỹ năng chế thần khí, có nghĩa là kỹ năng đúc khuôn á. Muốn học đúc khuôn thì mấy ông đi qua bên Lạc Dương nè, ngay cái chữ võ nè, là mấy ông học. Đây còn đồ tường thì là trong đây. Dung kim nhật lạc là cây đao đao thương, thu thủy vô ngân kiếm là đơn đoạn, bích hải ngân đào là cây khuyên, bản hách tùng phong là cái cây quạt. Chế ghiếc là mấy ông nhớ tên. Đầu tiên là mình sẽ học đúc khuôn trước nè. Rồi sau đó mình sẽ học bốn cái này. Server khi nào mở hả? Đợi xíu để Hùng lên quét Hùng coi cái nha. Trên quét cũng chưa thấy. Mà hình như là tối mai á Quyết ơi. Nói chung là mình thắc mắc gì thì mình inbox vô fanpage nha. Chắc tại có khi là Hùng, tại vì Hùng live buổi sáng á, buổi tối thì có sự kiện kích xét CM thì nó sẽ đông người. Đó, học đúc khuôn xong á thì mình sẽ đi chế nha. Học đúc khuôn xong mình học đồ tường xong mình chế. Ví dụ như Ngami thì mình chế thu thủy vô ngân kiếm nè. Mình chế là mình nhớ và mình đứng gần cái khuôn đồ ghèn này nè mình mới chế được nha. Phải đứng gần cái khuôn ghèn nè. Đấy, đứng uống con đồ ghèn chế. Nói chung đẻ bét nào cũng được nha. Từ chức cao nhất là ba con cao nhất là vô mình đăng lên cái group của game rồi mình ghi hashtag cái kiểu là được nha, làm đúng thể lệ là được nha. Xong đến ngày đó là mình vô mình kiểm tra kết quả coi mình cao nhất chưa, có phái mớ không anh hả. Theo như anh thấy thì anh game này thì có 9 phái thôi nha, 9 phái cơ bản thôi. Thiên Long gì vậy Hùng hả? Thiên Long này là Thiên Long tuyệt đỉnh nha ông. Game bút quảng cáo. Rồi. Đây. Mình đi vô nha. Chào hoàng em, chào Hương Ngọc nhé. Đó quay đồng tàn Mỹ xong mà mấy ông đánh lên 30 rồi mấy ông đi đẻ thôi.
Nhớ ăn nhân 2 bé thì là với nhân 2 vô. Đây là chắc là cái mức kinh nghiệm khi mà open luôn á. Mình thấy cũng khá là... Để coi vô đánh được bao nhiêu. Cái này tỷ lệ... Nói chung là mấy ông muốn thắc mắc gì á, mấy ông inbox vô em bay cũng nghe mấy ông hỏi á. Tôi thì chưa chắc là tôi biết hết đâu. Đây. Tiếng hơi to nha. Mấy ông thắc mắc ví dụ như bản góp hay là kinh nghiệm nhân máy hay là cái gì một PC bao nhiêu account, thì mấy ông inbox vô fanpage của game mấy ông hỏi nha. Tại vì tôi chưa có đọc hết nữa, tại vì gian hơi gấp á. Ta bút hơi gấp á nên là chưa có tìm hiểu kỹ. Đợi mình tí xíu mình vô mình coi Hello Đăng Khoa nha. Hello Hiển Thư nha. Đấy mấy ông luyện lên cấp cấp 30 là mấy ông đi đẻ được rồi nha. Để mình coi thử có đẻ cái này là trong bao nhiêu lâu nha. Tối nay là còn một đợt kích xét GM nữa, là mấy ông làm mẹ mấy ông làm sao. Nói chung là một phần cũng do nhân phẩm của mấy ông nữa. Mấy ông là người cuối cùng mà gây sát thương, là có nghĩa là mình là người giết được GM á, là mình sẽ được một mạng, là mình được một mạng kích xét, là mình được 1 triệu đồng nha, 1 triệu đồng tiền mặt nha, không phải tiền game nha mấy ông. Có nghĩa là mấy ông không cần biết là khi mà open là mấy ông có chơi game này hay không, nhưng mà khi mà mấy ông tham gia alpha test, mấy ông kích xác được GM là mấy ông sẽ được 1 triệu đồng. Nếu mà một mạng, còn một đêm thì có mấy mạng thì tôi không biết. Tối nay mấy ông mới biết, tại vì tối nay tôi không có like được. Nói chung thường thường là game này là có, mình thấy là có nhiều bạn cộng tác viên lắm, thì mấy bạn đó like thì mấy ông vô theo dõi fanpage của Thiên Long Tuyệt Đỉnh, là mấy ông vô mấy ông coi theo dõi cập nhật thông tin. Còn cái trang của Hội Phát Hiền thì trang này chỉ là bút quảng cáo với lại là chia sẻ cái thông tin về game Thiên Long Bát Bộ thôi, chứ trang này thì là không có phát hành game nào cả. Còn game nào thì là cái bản thông tin các kiểu thì đã đăng lên pay riêng hết rồi. Còn pay này là pay pay cá nhân. Pay này chỉ là đăng thông tin Thiên Long nè, dịch vụ nè các kiểu thôi, rồi tương tác fan cứng tặng quà cái kiểu thôi. Còn tất cả những cái thông tin game tất cả đều là bút quảng cáo hết. Mấy ông muốn tìm hiểu gì chi tiết thì mấy ông liên hệ trực tiếp, nhắn tin trực tiếp với những cái fanpage game đó. Mấy ông chơi game nào mà thì mấy ông tại vì lúc nào tôi livestream tôi cũng để sẵn hết những cái đường link mà game tôi like, trang chủ nè, fanpage nè, hay là nhóm nè đó. Rồi mấy ông có thắc mắc gì mấy ông nhắn, còn bên tôi chỉ là chia sẻ thông tin hình ảnh các kiểu tới cho mấy ông thôi. Ai book thì mình like thôi, like rồi mình chia sẻ bài viết hay là ghi bài viết các kiểu á. Nó giá cả thì nó có ở phần ảnh bìa của fanpage nó có hết rồi. Nói chung cũng tùy nha mấy ông. Thực trước là nếu mà hai mình trước khi mình nhận thì mình cũng tham khảo coi là game thế nào, chứ mấy ông mà làm kiểu kiểu giống như là nói chung là game thì mấy ông đánh giá thì do mọi người mọi đánh giá, còn vận hành là do nhà phát do cái ban điều hành được cái ban điều hành cái game đó, với lại là do là duy trì cái kiểu đó là do game hết. Có nhiều game người ta không có người chơi đông nhưng mà người ta vẫn duy trì được mấy năm cho mấy ông chơi nó, nhưng có nghĩa là một cái nhân vật mà mình được chơi hoài không có bị mất á, cho dù 1-2 năm sau mấy ông vô lại cũng bị mất á. Đó là game lâu dài. Còn mấy game mà mấy ông vô mấy ông chơi là giống như là mình chơi xong là người ta không có kinh phí duy trì nữa. Ví dụ như kinh phí duy trì là một tháng có thể là khá là nhiều tiền đấy, khá là nhiều tiền chẳng hạn. Rồi là mình vô
người ta không đủ kinh phí duy trì nữa, người ta đóng thì đó gọi là, nói chung là tùy, và nói chung nhiều lắm mọi người. Mấy ông chơi ga Việt là mấy ông cũng biết, ở đây là tôi chỉ nói dành cho những các bạn không biết thôi. Còn cày cuốc thì tùy mấy ông, game nào nghĩ là thấy game nào cũng có thể cày cuốc được cả, cũng có thể là kiếm thêm thu nhập hoặc là mình có thể chơi giải trí được cả. Chơi game thì không có ai bắt mấy ông nộp tiền cả, nên là mấy ông cũng không có cần phải lo gì hết. Chơi mình thấy ok, chơi không thì không thôi sao. Thị trường game Thiên Long Bát Bộ thì rất là nhiều luôn, quá trời sự lựa chọn cho mọi người luôn. Rồi sinh sản nha, để coi game này sinh sản bao lâu nhé. Xe cái này là đang test nha bạn Nguyễn Đông ơi. Nói chung là đa số Thiên Long Private đó mình sẽ lấy được những cái đồ mới nhất từ Gen Yu về sớm hơn bản chính thống. Tại vì bản chính thống thì mình phải chờ update của bên nhà phát hành chính, còn bản Private thì mình có thể lấy tự lấy được. Nó bị lỗi như nó bị nói chung là mấy ông kỹ thuật viên người ta sẽ tự biết cách lấy. Còn mình thì mình không biết cách lấy, tại vì mình không phải kỹ thuật viên. Nếu mà kỹ thuật viên là mình tự làm hết rồi. Kỹ thuật viên là mình đi làm kỹ thuật rồi, chứ mình đi đâu đi làm livestream đâu. Đó, mình khóa lại. Đó, cho hai con sinh sản là để coi bao nhiêu lâu sinh sản nha. Khi sinh sản hoàn tất vui lòng nhận chân thú trước khung giờ bảo trì là 5 giờ 45 tới 6 giờ. Cái này là buổi sáng hay là buổi tối hay buổi chiều đây cũng không biết nữa nha. Để mình coi lịch bảo trì. Tại vì 5 giờ 45 thì là 6 giờ là cái này, một là buổi sáng. Tại vì thường thường nếu mà buổi chiều thì người ta ghi 17 giờ 45 tới 18 giờ, mình nghĩ là chắc buổi sáng nha. Đấy. Mình vô mình sinh sản. Chân thú kết hạ đến thời kỳ sinh sản. Khoảng 1 phút sau sẽ mẹ tròn con vuông. Cái này là giống như là lò đẻ cao cấp luôn á mấy ông. Đấy, thì mấy ông có thắc mắc gì thì mấy ông cứ inbox vô fanpage của game hoặc là mấy ông vô trang chủ đó. Nói chung là bên mình like game nào bên mình cũng để đầy đủ thông tin cho mọi người dễ cập nhật. Đua cấp 69 là mình sẽ có tiền thưởng tiền mặt là tổng cộng là 5 triệu nha mọi người. Đua cấp 69 nha, cấp 69 là mình đua nằm trong top những người nhanh nhất là mình được khoảng tiền thưởng là 5 triệu đồng tiền mặt. Còn chi tiết thì đợi trên trang chủ đồ nó thông báo nhé. Rồi bây giờ mình đi nhận bếp nha. Nhận chân thú sinh sản. Rồi sinh sản xong rồi nè, quá nhanh luôn. Đó. Để được một con 1K9 với lại một con K9 1968 với 1924 này, coi như là con 1968 nó sẽ cao hơn đó. Là mấy ông chỉ cần vô mấy ông đẻ như vậy thôi mà mấy ông kiểm tra mức độ là nó trưởng thành. Nó nói chung là nếu mà mình chia sẻ cái cách sinh sản nhanh đó, thì mình nghĩ là mọi người cứ mua bảo để mình hoàn đồng đi. Rồi mình đẻ lên 30 mình đẻ xong rồi mình mua con khác. Tại vì mình luyện lên 30 thì nó lẹ hơn 50. Rồi 70, 90, 101 gì chẳng hạn. Nhưng mà mình đang cấp 99 thì mình sẽ không luyện được con chân thú mình lên 101 được. Đó. Nói chung là hên xui nha mọi người. Đó mình kiểm tra đó. Nói chung là mấy ông đẻ xong mấy ông sinh sản đàn Mỹ và mấy ông đăng bài dự thi của mình lên cái group. Nếu mà may mắn là mấy ông nằm trong 3 con tư chất cao nhất thì mấy ông sẽ được tiền mặt tương ứng. Tấp 1 3 triệu, tấp 2 2 triệu, tấp 3 1 triệu. Đấy. Hỏi mà chuối khinh người hả? Hỏi gì ta? Tại vì nhiều khi nó... Ông hỏi gì vậy? Tôi có đi ốp chỗ nào đâu ông? Bậy rồi. Có đi ốp chỗ nào đâu. Dạo này tôi ít còn live stream, còn không có live stream đi ốp live gì. Dạo này đang không, cũng không có bận. Dạo này nói chung là dạo này không có là không có nhận công việc nhiều, đang tập trung để hồi phục cơ thể cho nó thoải mái rồi mình mới đi làm tiếp. Làm nhiều quá thì nó nói chung là công việc thì cùng ai cũng phải làm thôi. Làm nhiều làm ít là do mình tự quyết định, mà mọi người mình có khả năng thì mình nhận nhiều việc mình làm, mình không có khả năng thì mình sức khỏe mình không cho phép thì mình làm ít ít lại.
đủ sống là được. Chứ là làm nhiều chi đâu biết đâu sau này mình gặp được tổng tài rồi có tổng tài nuôi. Hiểu như vậy. Đó, chia sẻ vui vẻ vậy thôi nha mọi người đó. Thì hiện tại có hai cái sự kiện nha. Sinh sản chân thú và sự kiện chích xác GM, chích xác GM thì mọi người vào trang chủ coi nha, vào tối nay nha. Tối nay 8 giờ, 8 giờ là GM sẽ xuất hiện, mấy ông chỉ cần mấy ông giết được nó là mấy ông một được một mạng là được 1 triệu tiền mặt nha. Cái này chỉ cần chơi alpha test thôi, open mấy ông không cần biết, mấy ông có chơi không trong alpha test mấy ông giết được GM là một mạng được 1 triệu đó. Rồi ok, chia sẻ vậy thôi nha mọi người. Rồi bây giờ chắc là mình cũng xin phép offline buổi livestream nha mọi người để sáng giờ dậy chưa có ăn sáng nữa. Offline rồi tại chút xíu chiều mình đi công chuyện nó mình không có on. Ok, bye bye mọi người nha. Mọi người có thắc mắc thì mọi người inbox vô fanpage của game nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Bye bye mọi người.